tâm trong thiền định. Vậy ta nên làm gì với tâm ta trong thiền định? Không gì cả, cứ để mặc nó như nó là. Một bậc thầy mô tả thiền định là tâm lơ lửng trong không, không ở đâu. Có một câu nói nổi tiếng: nếu tâm không bị gượng ép thì nó tự nhiên đầy hỷ lạc, cũng như nước khi không bị quấy động thì tự nhiên trong suốt. Tôi thường so sánh tâm thiền với một chung nước bùn. Ta càng để yên đừng khuấy động nước lên thì những phân tử bụi càng chìm xuống đáy, làm cho tính trong sáng tự nhiên của nước chiếu suốt đáy. Tính tự nhiên của tâm là nếu bạn để nó trong trạng thái đừng thay đổi thì nó sẽ tìm thấy tính tự nhiên chân thật của nó, hỷ lạc và trong sáng. Bởi vậy, cẩn thận đừng áp đặt lên tâm bạn một cái gì. Khi thiền định, không được có nỗ lực để kiểm soát, không cố để được an. Đừng quá quan trọng cảm thấy mình đang làm một lễ lạc gì đặc biệt. Hãy buông xả ngay cả cái ý niệm rằng bạn đang thiền. Hãy để thân bạn tự nhiên, hơi thở tự nhiên, tưởng về bạn như bầu trời bao trùm tất cả vũ trụ. Quân bình tế nhị. Trong thiền định cũng như trong mọi nghệ thuật, cần có một quân bình tế nhị giữa thư giãn và bén nhạy. Một lần, một tu sĩ tên Srona học thiền với một trong những đệ tử gần nhất của Phật. Ông đang gặp khó khăn trong việc để tâm như thế nào. Ông cố hết sức để tập trung, làm cho ông bị nhức đầu. Rồi khi tâm buông ra thì buông quá độ nên ông buồn ngủ. Cuối cùng, ông phải tới cầu xin Bụt giúp đỡ. Biết ông ta đã từng là nhạc công nổi tiếng lúc còn tại gia, Bụt hỏi: có phải ông đã từng chơi đàn lúc còn là cư sĩ không? Srona thưa: vâng. Bụt hỏi: ông làm thế nào để gảy ra tiếng hay nhất? Đó là lúc dây đàn thật căng hay lúc dây thật chùng? Bạch Thế Tôn, không quá căng cũng không quá chùng mới được. Vậy với tâm, ông cũng như thế đó. Majit Laptron, một trong những nữ bậc đạo sư của Tây Tạng, đã nói: tỉnh, tỉnh, mà buông, buông. Đây là điểm cốt yếu trong thiền để có tri kiến. Hãy khơi dậy sự tỉnh giác, nhưng đồng thời buông xả. Xả cho đến độ bạn không bám vào một ý niệm về buông xả. Ý tưởng và cảm xúc, sóng và đại dương. Khi bắt đầu thiền, người ta thường nói những ý tưởng của họ nổi loạn và trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Nhưng tôi trấn an họ rằng, đó là dấu hiệu tốt. Nó chứng tỏ bạn đã trở nên an tịnh hơn, nên mới ý thức được sự ồn ào của những ý tưởng trong tâm bạn. Bạn không nên nản chí bỏ cuộc. Dù khởi lên ý niệm gì, hãy để tâm bạn tỉnh thức, kéo tâm về hơi thở, ngay dù nó đang tán loạn. Trong những chỉ dẫn về thiền ngày xưa, thường nói rằng lúc đầu những ý tưởng kéo đến té nhào lên nhau không gián đoạn như thác đổ trên núi xuống. Dần dần khi bạn hoàn hảo về thiền thì ý tưởng như nước trong vực sâu, rồi như dòng sông lớn chảy ra biển, chỉ thỉnh thoảng có sóng gợn lăn tăn. Đôi khi người ta nghĩ rằng khi thiền định họ không được có ý tưởng cảm xúc nào cả, nên khi chúng khởi lên họ đâm ra bực bội cáu tiết với chính họ vì tưởng mình thất bại. Thật không gì sai sự thật hơn. Tây Tạng có câu nói: đấy cũng như đòi thịt đừng có xương, đòi trà đừng có lá. Bao lâu bạn còn tâm là còn có ý tưởng và cảm xúc. Cũng như đại dương có sóng, mặt trời có tia, những tia sáng của tâm bạn chính là những ý tưởng và cảm xúc. Biển có sóng nhưng nó không phiền hà gì về những ngọn sóng. Sóng chính là bản tính của biển. Sóng sẽ nổi lên nhưng sẽ đi về đâu? Trở về đại dương. Và những con sóng ấy từ đâu đến? Từ đại dương. Cũng thế, ý tưởng và cảm xúc là những tia sáng và biểu hiện
của chính tự tính của tâm. Chúng nổi lên từ tâm, nhưng chúng tan biến đi đâu, cũng tan trở về tâm. Dù ý tưởng gì khởi lên, cũng đừng xem nó như một vấn đề trọng đại. Nếu bạn không phản kháng một cách ồn ào, nếu bạn cứ kiên nhẫn, thì nó sẽ lại trở về trong tự tính của nó. Khi bạn hiểu được như vậy, thì những ý tưởng khởi lên chỉ làm tăng tiến việc thực tập thiền định của bạn. Mà nếu không hiểu như vậy, thì chúng lại trở thành hạt giống của mê mờ. Vậy, hãy có một thái độ cởi mở, từ bi đối với chúng. Vì những ý tưởng ấy đều là gia đình của tâm bạn. Bạn hãy xử với chúng như một ông già minh triết nhìn đứa trẻ đang chơi. Như Dzogchen Rinpoche đã nói, chúng ta thường không biết làm sao với tính tiêu cực hay dài cảm xúc rầy ra. Trong tính khoáng đạt của thiền định, bạn có thể nhìn những ý tưởng và cảm xúc bạn với một thái độ hoàn toàn cởi mở, không thành kiến. Khi thái độ của bạn thay đổi, thì toàn thể không khí của tâm bạn cũng thay đổi, cả đến bản chất của những tư tưởng và cảm xúc của bạn. Khi bạn trở nên dễ chịu hơn, thì chúng cũng dễ chịu hơn. Nếu bạn không khó khăn với chúng, thì chúng cũng không khó khăn với bạn. Bởi thế, dù tư tưởng cảm xúc nào khởi lên, hãy để cho chúng lên xuống như sóng biển. Bất cứ gì bạn thấy mình đang nghĩ tới, hãy để cho ý nghĩ ấy tự sinh tự diệt, không một gượng ép nào. Đừng nắm bắt nó, nuôi dưỡng nó, chạy theo nó, đứng bám lấy nó và củng cố nó. Không theo dõi những vọng tưởng, cũng không mời gọi chúng. Bạn hãy giống như biển nhìn những làn sóng của nó, hay như bầu trời nhìn những đám mây bay qua nó. Bạn sẽ thấy rằng những ý tưởng như cơn gió, chúng đến và đi. Bí quyết là đừng nghĩ về chúng, mà để cho chúng tuôn chảy qua tâm, đồng thời giữ cho tâm bạn thoát khỏi những hậu ý tưởng. Trong tâm thường ngày, ta nhận thấy dòng tư tưởng như là liên tục, song kỳ thực không phải vậy. Bạn sẽ khám phá cho chính bạn rằng có một khoảng hở giữa hai ý tưởng. Khi niệm quá khứ đã qua thì niệm tương lai chưa đến. Bạn sẽ luôn luôn tìm thấy một khe hở, trong đó Rippa, tức tự tính của tâm, làm hiển lộ. Vậy, công việc của thiền định là làm chậm lại dòng tư tưởng để cho khoảng hở ấy trở thành rõ rệt hơn. Thầy tôi có một người học trò tên Appappan, một nhà ngoại đạo Ấn, một tác giả, người đã làm đại sứ Ấn ở nhiều thủ đô khắp thế giới. Ông ta đã từng làm đại diện cho chính phủ Ấn tại Tây Tạng ở Lhasa. Và có một thời gian, ông làm đại diện ở Sikkim. Ông cũng là một thiền giả và là người thực hành yoga. Mỗi lần gặp thầy tôi, ông đều hỏi làm sao để thiền. Ông đang theo một truyền thống Đông Phương. Trong đó, người học cứ hỏi đi hỏi lại vị thầy một câu hỏi căn bản thật nhiều lần. Appappan kể cho tôi nghe chuyện này. Một hôm, thầy tôi, Chamyang Khinse, đang ngắm một màn vũ của các Lama trước chùa cung điện ở Gangtok thuộc Sikkim, đang khúc khích xem một người hề làm trò giữa hai màn vũ. Appappan cứ hỏi đi hỏi lại mãi cái câu làm thế nào để thiền định. Bởi thế, thầy tôi cho ông biết thì trả lời ông ta một lần chót. Xem, nó giống như thế này. Khi ý tưởng quá khứ đã qua mà ý tưởng vị lai chưa đến, có phải có một khoảng hở không? Appappan đáp, vâng. Thầy tôi nói, đây, hãy kéo dài nó ra, đó là thiền định. Kinh nghiệm. Khi bạn tiếp tục thực hành, bạn có thể có đủ thứ kinh nghiệm, tốt cũng như xấu, như một cái phòng có nhiều cửa sổ lớn để cho không khí ùa vào từ mọi phía. Cũng thế, khi tâm bạn mở ra, thì tự nhiên mọi kinh nghiệm có thể vào trong tâm. Bạn có thể kinh quá những trạng thái hỷ lạc, sáng suốt hay dứt mọi tư tưởng. Có thể nói đây là những kinh nghiệm tốt, những dấu hiệu của sự tiến bộ trong thiền. Vì khi bạn có hỷ lạc, ấy là dấu hiệu dục vọng tạm thời lắng xuống. Khi bạn cảm thấy sáng suốt là dấu hiệu sân giận tạm ngừng. Khi bạn kinh quá sự vắng bóng tư tưởng
là dấu hiệu vô minh tạm diệt. Từ bản chất, chúng là kinh nghiệm tốt, nhưng nếu bạn bám víu vào chúng, thì chúng trở thành những chướng ngại. Kinh nghiệm tự chúng không phải là chứng ngộ, nhưng nếu ta thoát khỏi chấp thủ vào chúng, thì chúng là những nguyên liệu để chứng ngộ. Những kinh nghiệm tiêu cực thường bị lầm nhất, vì người ta dễ xem chúng như dấu hiệu xấu, nhưng kỳ thực chúng là những ân sủng trá hình. Hãy cố đừng phản ứng lại với sự chán ghét như bạn thường làm, mà thay vì thế, hãy nhận chân chúng chỉ là những kinh nghiệm như huyễn, như mộng. Sự nhận ra thực tính của kinh nghiệm sẽ giải thoát bạn khỏi tai hại nguy hiểm của nó. Và do vậy, ngay cả một kinh nghiệm xấu có thể trở thành một nguồn ân sủng và thành tựu lớn lao. Có rất nhiều câu chuyện về những bậc thầy đã làm việc như vậy với những kinh nghiệm xấu và đã chuyển hóa chúng thành chất xúc tác cho sự chứng ngộ. Theo truyền thống, người ta bảo rằng đối với một hành giả thực thụ thì không phải những kinh nghiệm xấu mà chính những kinh nghiệm tốt mới gây ra chướng ngại. Khi mọi sự tiến hành tốt đẹp, bạn phải đặc biệt cẩn thận để khỏi đâm ra tự mãn hay quá tin. Nhớ lại Dajom Rinpoche đã bảo tôi khi tôi gặp một kinh nghiệm rất mãnh liệt: đừng quá náo nức, cuối cùng nó không tốt cũng không xấu. Thầy biết tôi đang bám víu kinh nghiệm, chính sự bám víu ấy phải được cắt đứt như bất cứ sự bám víu nào khác. Điều chúng ta cần học trong thiền định cũng như trong cuộc đời là giải thoát chấp thủ đối với những kinh nghiệm tốt và giải thoát sự chán ghét đối với những kinh nghiệm xấu. Dajom Rinpoche đã cảnh báo chúng ta một cái bẫy khác. Ngược lại, trong khi hành thiền, bạn có thể kinh quá một cảm giác bồng bềnh nửa tỉnh nửa mê, như là có cái mồng trên đầu bạn, một trạng thái chán chường mơ mộng. Đây chỉ là một tình trạng ứ động vô tâm. Làm sao bạn ra khỏi tình trạng ấy? Hãy thức tỉnh bạn, thẳng người lại, thở mạnh cho thoáng khí ra khỏi buồng phổi và hướng sự tỉnh giác của bạn vào khoảng không gian trong sáng để làm tâm bạn tươi tỉnh lại. Nếu ở lại trong trạng thái tù động ấy, bạn sẽ không tiến bộ. Bởi thế, mỗi khi sự thụt lùi này xảy ra, thì bạn hãy xua tan nó nhiều lần. Điều quan trọng là bạn hãy thật tỉnh táo canh chừng. Bất cứ phương pháp nào bạn sử dụng, hãy bỏ nó hay để nó tự tan rã. Khi bạn thấy mình đã đạt tới một trạng thái bén nhạy, rộng rãi và bình an, rồi tiếp tục an trú trong đó lặng lẽ, không sao lãng, không cần dùng một phương pháp đặc biệt nào. Phương pháp đã làm tròn mục đích của nó. Tuy nhiên, nếu bạn trở nên phân tán, thì hãy trở lại sử dụng bất cứ kỹ thuật nào thích hợp để gọi tâm bạn trở lại. Vinh quang thực sự của thiền định không nằm ở phương pháp, mà là ở cái kinh nghiệm liên tục về sự tỉnh giác. Sự khỉ lạc, sáng suốt, bình an và quan trọng hơn cả là hoàn toàn vắng bóng chấp thủ. Sự giảm bớt chấp thủ trong chính bạn là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang dần thoát khỏi chính mình. Và bạn càng kinh quá sự giải thoát này thì càng chứng tỏ cái ngã và những hy vọng sợ hãi đã nuôi dưỡng chúng đang tan rã. Và bạn càng tiến gần hơn đến trí tuệ vô ngã. Khi bạn ở trong cái nhà trí tuệ ấy, bạn sẽ không còn thấy một rào ngăn nào giữa tôi và anh, giữa tự và tha, giữa trong và ngoài. Cuối cùng, bạn đã trở về ngôi nhà chân thật, nghĩa là trạng thái bất nhị. Nghỉ ngơi. Phần nhiều người ta hỏi, tôi nên ngồi thiền trong bao nhiêu lâu, lúc nào? Tôi có nên thực tập 20 phút sáng chiều hay nên làm thành nhiều thời ngắn hơn trong ngày? Vâng, nên ngồi trong 20 phút, mặc dù không muốn nói mức giới hạn là 20 phút. Trong kinh điển, tôi chưa từng thấy ở đâu nói 20 phút. Có lẽ đấy là một quan niệm mới bày đặt ra ở phương Tây mà tôi gọi là thời hạn thiền theo tiêu chuẩn Tây phương. Vấn đề không phải là bạn phải ngồi bao lâu, mà vấn đề là sự hành thiền
có thật sự đem lại cho bạn một trạng thái tỉnh thức và hiện trú hay không? Một trạng thái trong đó bạn hơi cởi mở và có thể liên lạc với bản tâm của bạn. Và 5 phút ngồi thiền tỉnh táo có giá trị hơn nhiều so với 20 phút ngủ gà ngủ gật. Dajom Rinpoche thường nói một người mới tập nên tập từng thời ngắn. Hãy tập chừng 4-5 phút rồi nghỉ ngơi chỉ chừng 1 phút. Trong khi nghỉ thì buông phương pháp ra, nhưng đừng buông hoàn toàn cái tâm tỉnh giác của bạn. Đôi khi lúc bạn đang phấn đấu nỗ lực để thiền thì kỳ lạ thay, vào đúng cái lúc bạn nghỉ ngơi không dùng phương pháp, mà nếu bạn vẫn duy trì tỉnh giác và hiện trú, thiền định mới thật sự xảy ra. Đây là lý do sự nghỉ ngơi cũng là một phần của thiền định, quan trọng như chính lúc ngồi. Tôi thường bảo những học trò nào gặp khó khăn trong khi thực tập, hãy tu tập trong lúc nghỉ ngơi và nghỉ ngơi trong lúc tu tập. Hãy ngồi một thời ngắn, rồi nghỉ chừng 30 giây hay 1 phút. Nhưng trong lúc ấy, hãy tỉnh giác đối với mọi sự bạn làm, mà đừng đánh mất sự hiện trú của bạn, sự thoải mái tự nhiên của nó. Rồi làm cho bạn tỉnh táo ra và ngồi tiếp. Nếu bạn tập nhiều thời ngắn như thế, những thời nghỉ ngơi của bạn thường làm cho thiền của bạn thực hơn, gợi cảm hứng nhiều hơn, tẩy trừ sự cứng đơ, tính trịnh trọng và mất tự nhiên của sự tu tập, và đem lại cho bạn nhiều chú tâm và thoải mái hơn. Dần dần, qua sự xen kẽ giữa thực tập và nghỉ ngơi như thế, cái hàng rào ngăn giữa đời sống thường ngày và thiền định sẽ sụp đổ, sự tương phản tiêu tan, và bạn sẽ thấy mình càng ngày càng ở trong trạng thái tỉnh giác hiện trú một cách tự nhiên không phân tán. Khi ấy, như Dajom Rinpoche thường nói, dù cho người thiền định từ bỏ thiền, mà thiền không bao giờ rời khỏi người. Hòa nhập thiền với hành động. Tôi đã thấy rằng phần lớn những hành giả tâm linh ngày nay thiếu tri thức để hội nhập đời sống hàng ngày của họ với thiền định. Tôi không biết làm sao để nhấn mạnh điều này. Hội nhập thiền vào hành động chính là tất cả nền tảng, lý do và mục tiêu của thiền định. Sự bạo động, căng thẳng, những thử thách và sao lãng của đời sống tân tiến làm cho sự hội nhập này càng thêm khẩn thiết hơn nữa. Con người phàn nàn với tôi đã thiền 12 năm nhưng vẫn chứng nào tật ấy, tôi không thay đổi. Tại sao? Tại vì có một hố sâu giữa hành thiền của họ với đời sống hàng ngày. Họ dường như hiện hữu trên hai thế giới tách biệt. Thế giới này không giúp gì cho kia. Tôi lại nhớ một thầy giáo hồi tôi còn đi học ở Tây Tạng. Ông ta giảng quy luật văn phạm rất xuất sắc, nhưng không bao giờ viết đúng được một câu nào. Thế thì làm sao chúng ta có được sự hội nhập giữa đời sống hàng ngày với tư thái bình tĩnh, buông xả rộng rãi của thiền định? Không gì bằng thực tập thường xuyên. Chỉ nhờ thực tập thường xuyên, ta mới bắt đầu nếm được một cách không gián đoạn sự an tĩnh của tự tính ta, và có thể duy trì kinh nghiệm ấy trong đời sống hàng ngày. Tôi luôn luôn bảo học trò tôi đừng xuất thiền quá nhanh, hãy để vài phút cho niềm an lạc của sự hành thiền len lỏi vào đời bạn. Thầy Dajom Rinpoche tôi đã nói, đừng nhảy lên bỏ chạy mà hòa tâm tỉnh giác của bạn với đời sống hàng ngày. Hãy giống như người bị nứt sọ, luôn luôn cẩn thận canh chừng để người khác khỏi đụng vào mình. Rồi sau thời thiền định, điều quan trọng là đừng đầu hàng cái khuynh hướng củng cố lối nhận thức của ta đối với sự vật. Khi bạn vào lại đời sống hàng ngày, hãy để cho tuệ giác, tri kiến, lòng bi mẫn, tính khí, sự khoáng đạt và giải thoát mà thiền đã đem lại cho bạn thể nhập trong kinh nghiệm hàng ngày. Thiền khơi dậy trong bạn cái nhận thức vạn pháp đều huyễn hóa như mộng. Bạn hãy duy trì nhận thức ấy ngay trong lòng sinh tử. Một bậc thầy vĩ đại đã nói, sau khi thực tập thiền định, người ta phải trở thành một đứa con của huyễn hóa. Dajom Rinpoche đã khuyên, mặc dù mọi sự đều như mộng, huyễn hóa, bạn vẫn tiếp tục làm việc với thái độ hài hước.
Chẳng hạn, nếu bạn đang đi dạo, hãy bước về khoảng trống khoáng đạt của chân lý. Khi ngồi, bạn hãy là thành trì của chân lý. Khi ăn, bạn hãy cho những thói tiêu cực và ảo tưởng của bạn vào trong cái bụng của chân không. Và khi đi cầu, hãy xem những chướng ngại đang được tẩy sạch. Vậy, điều quan trọng không phải chỉ là ngồi, mà chính là trạng thái tâm của bạn sau thời thiền. Chính cái tâm trạng an tĩnh tập trung ấy, bạn hãy đưa nó vào trong mọi sự bạn làm. Tôi rất thích câu chuyện thiền, trong đó môn đệ hỏi bậc thầy: Bạch thầy, làm sao ta đưa giác ngộ vào trong hành động? Làm sao ta thực hành thiền trong đời sống? Vị thầy đáp: Bằng cách ăn, ngủ. Nhưng bạch thầy, ăn ngủ thì ai cũng ăn ngủ. Nhưng không phải ai cũng thực ăn lúc họ ăn, thực ngủ lúc họ ngủ. Từ đấy có thiền ngữ nổi tiếng: Khi ăn, ta ăn, khi ngủ, ta ngủ. Ăn khi bạn ăn và ngủ khi bạn ngủ có nghĩa là hoàn toàn hiện trú trong tất cả hành động của bạn, không có những sự phân tán của bạn ngã xen vào. Đấy là hội nhập. Và nếu bạn thực sự mong muốn hoàn thành việc này, điều cần yếu không phải là chỉ tập thiền thỉnh thoảng như uống thuốc trị bệnh, mà phải như ăn cơm bữa. Bởi vậy, một cách tuyệt hảo để phát triển khả năng hội nhập này là đầu tiên hãy thực tập thiền trong một khung cảnh nhập thất, xa hẳn những căng thẳng của sinh hoạt đô thị ngày nay. Người ta rất thường đến với thiền với hy vọng có những kết quả phi thường như linh kiến, ánh sáng hay một vài phép lạ siêu nhiên. Khi không có điều gì như vậy xảy ra thì họ hết sức thất vọng. Nhưng phép lạ thực sự của thiền định lại thường hơn và hữu ích hơn nhiều. Đây là một sự chuyển hóa tế nhị, không chỉ xảy ra trong tâm bạn, cảm xúc bạn, mà thực sự cả trong thân bạn nữa. Nó chữa lành. Những bác sĩ và nhà khoa học đã khám phá ra rằng khi bạn vui vẻ thì những tế bào trong cơ thể bạn còn vui vẻ hơn. Nhưng khi tâm bạn ở trong trạng thái tiêu cực thì những tế bào của bạn có thể trở thành ác tính. Toàn thể tình trạng sức khỏe bạn có quan hệ mật thiết đến trạng thái tâm bạn và lối sống của bạn.